Thương vụ với China Mobile mang về cho Apple thị trường 700 triệu khách hàng mới. Đây là một con số rất lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là Apple đạt được hết lượng khách hàng này. Nguyên nhân lớn nhất là vì Apple phải cạnh tranh khá gay gắt với các hãng di động nội địa của Trung Quốc. Vấn đề của Apple là giá của iPhone, iPad quá đắt. Chiếc iPhone 5C là chiếc iPhone giá rẻ mà Apple sản xuất để nhắm tới thị trường các nước mới nổi. Nhưng thực tế, nó vẫn còn quá đắt so với một chiếc smartphone vỏ nhựa. Ở Trung Quốc, iPhone 5C có giá gần 4.500 tệ, tương đương 733 đô la Mỹ. Mức giá này vượt quá mức chi trả trung bình của phần lớn dân số Trung Quốc. Đó là chưa kể Apple thiếu rất nhiều ứng dụng dành riêng cho ngôn ngữ Trung Quốc. Mặt khác, chính phủ Trung Quốc còn chặn nhiều ứng dụng mà nước này cho là không phù hợp. Tính tới thời điểm hiện tại, Apple chỉ đang liên kết hai nhà mạng nhỏ của Trung Quốc là China Unicom và China Telecom, tổng cộng có 425 triệu người dùng. Thị phần của Apple chỉ có 6%, phần lớn còn lại thuộc về các hãng di động Samsung, Lenovo, Yulong và Huawei. Nhưng dù sao đi nữa thì thương hiệu Apple cũng rất có tiếng tăm ở thị trường này. iPhone 5S và 5C là những thiết bị 4G, đây là lợi thế rất lớn. Chưa kể, hiện tại Trung Quốc cũng có tới 40 triệu người sử dụng Apple không hợp đồng. Các chuyên gia Phú Quân dự báo trong năm sau, Apple sẽ bán được thêm 20-30 triệu iPhone nữa.